Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 11, câu 45 đến câu 56. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập thượng hội đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối." Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: "Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không?" Quý vị và các bạn thân mến, khi ngày càng có nhiều người tin vào Chúa Giêsu và giáo huấn của Người, những vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái càng lo lắng vì sự ảnh hưởng của mình bị mất dần. Chính vì lẽ này đã dẫn Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó. Sự kiện này được đánh dấu bằng việc những nhà cầm quyền và các thượng tế mở một cuộc họp hội đồng và ra lệnh truy nã để tìm bắt Chúa Giêsu theo sự tham vấn từ Caipha, làm thượng tế năm đó. Ông nói với họ rằng: "Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." Chúa Giêsu chấp nhận chết thay cho dân. Người sẵn sàng chịu khổ nạn, chịu đóng đinh thập giá để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Nhờ đó, qua Chúa Giêsu làm trung gian mà con người được có chung một mối, được quy tụ về nơi Thiên Chúa là Cha. Lạy Chúa, mùa chay là mùa mời gọi chúng con phải hãm mình chay tịnh, bước theo Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn. Xin cho chúng con biết chết đi cho ý riêng của mình, để có thể vác thập giá đi theo Chúa và can đảm vượt thắng những chông gai trên đường đời. Amen.